Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung sẽ cùng với anh chị em và các bạn trải nghiệm cái việc nấu với lại gạo gạo nguyên cám này. Và Nhung cũng vừa mới mua thử một cân gạo này nguyên cám này để ăn. Thì các anh chị cũng đã biết ý, trong cái thời gian vừa rồi ý, thì chủ yếu Nhung ăn gạo đen Phúc Thọ. Và trong suốt 8 tháng điều trị bệnh thì Nhung ăn cái gạo đen Phúc Thọ. Tuy nhiên đến giai đoạn này thì Nhung thấy là nó cũng mình ăn nhiều quá thì nó cũng khiến cho mình có một cảm giác là nó chán ạ. Thế Nhung muốn thay đổi và vẫn muốn là nếu mà mình thay đổi thì không phải là Nhung thay đổi mà Nhung sẽ ăn xen kẽ. Tôi sẽ ăn cá sen kẽ cùng với gạo này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đó, cái hạt gạo nguyên cám này, cái vỏ, cái màu của nó đậm này. Thế còn đâu là cái gạo mà sát dối. Đây nhá, Nhung cũng có một chục cân gạo sát dối. Đây, Nhung cũng vừa mới đặt 10 cân đó xong. Thì hai loại gạo này mọi anh chị em nhìn thấy không ạ? Bên màu bên này nó rõ ràng, nó rõ rệt luôn. Màu của nó vàng, màu vàng ruộm đúng không ạ? Thế còn bên này thì nó trắng hơn. Còn tất nhiên cái gạo này của Nhung là cũng là gọi là sát dối đấy, không phải sát trắng hẳn đâu. Nhung cũng mới đặt 10 cân này của chỗ chị Phương, cũng rất là ngon, ở chỗ nhà bố mẹ Nhung nhiều năm nay rồi, hàng chục năm nay rồi, đặt của nhà chị. Thế còn đây, cái gạo này là gạo nguyên cám đây, Nhung nấu thử nhá. Nhung sẽ nấu thử khoảng một bát xem nó ăn nó như thế nào. Nếu như là nó thực sự là ổn thì Nhung sẽ ăn xen kẽ cùng với gạo đen. Nhung sẽ ăn xen kẽ cả gạo đen này, cả gạo trắng vừa rồi này. Gạo trắng vừa rồi là vừa đặt 10 cân của chị Phương nhá. Thế thì ở đây, đây là gạo này là gạo nguyên cám. Đó. Thì Nhung sẽ nấu thử nhá, nấu thử một bát xem sao. Đây Nhung mua thử 1 cân. Thế và để mà nấu được cái gạo lứt hay là cái gạo lứt đen ấy thì nhà Nhung sử dụng cái nồi của Media. Đó. Cái nồi này nấu rất là ngon ạ. Đây, Nhung sẽ trước đây ý, Nhung cứ nghĩ là cái việc mà sử dụng nồi cơm điện ấy nó chả quan trọng gì đâu, nồi nào mà chả nấu được. Tuy nhiên có một đợt vừa rồi là Nhung sang bên Long Biên thì công ty có mua một cái nồi rất là đẹp, long lanh, nhưng mà nấu cơm thì thật sự luôn, nấu đến mấy lần chẳng thấy chả thấy dẻo và ngon, chả chín được. Đấy và đấy mà hôm đấy là nấu gạo đen ấy, gạo lứt đen Phúc Thọ ở bên đấy thì nó không ngon. Và cuối cùng thì Nhung mới thấy rằng hóa ra là cái nồi cơm điện nó cũng quan trọng phết đấy. Và cái nồi Media này Nhung dùng rất là nhiều năm rồi, Media hoặc là dùng cái nồi Cuckoo con thì Nhung làm. Thế bây giờ thì như thế này thì Nhung sẽ vào bếp và rửa qua một nước thôi, sau đó thì mình sẽ nấu luôn nhé. Nhung cho nước vào rồi đây. Cho nước vào thì mình chỉ khoáng nhẹ nhẹ như thế này thôi. Mình cũng không bóp, không sát gì cả. Khoáng nhẹ nhẹ để cho nó sạch. Nếu như là nó có bụi ấy, thì nó cũng sẽ bay đi. Thế còn cái nước này thì Nhung sẽ chắt. Nhung sẽ chắt và tưới cây.
để cho nó ngon thì Nhung lấy nước lọc ở ngoài lọc đó. Thế và nấu gạo lứt này thì Nhung cũng nghĩ là cũng sẽ giống như kiểu nấu gạo đen thôi, tức là cái lượng nước thì nó sẽ nhiều hơn so với gạo thường một chút, tức là khoảng tầm độ một phần gạo và một phần khoảng tầm 1,4 nước thì là nó sẽ phù hợp. Ở đây Nhung cũng cảm thấy nó hơi nhiều nhiều một chút, Nhung sẽ chắc ra bớt nhé. Đó, khoảng tầm 1,4 đó, lượng nước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ trải nghiệm nấu thử cái nồi này xem là cái gạo này có ngon không nhá. Nếu mà thật sự là ngon thì Nhung sẽ ăn cùng với ăn kèm với cả gạo đen và cả ăn cái bí gạo trắng kia. Gạo trắng thì có những hôm mà mình ăn canh ấy thì mình rất là thích nấu ăn gạo trắng không, chứ mình không muốn ăn gạo đen. Bây giờ thì là mình sẽ ấn nút nhá. Đó, thì trong thời gian mà chờ gạo nấu chín ý, bây giờ là 6 phút 50 giây, thì Nhung cũng thử theo dõi xem là cái gạo này nó nấu hết lâu thời gian không nhá. Thì trong thời gian chờ đợi cái nồi gạo này, nồi cơm này chín thì Nhung cũng xin phép được chia sẻ với các anh chị và các bạn là Nhung vừa mới đi đã đặt được hai cân gạo gạo tẻ để làm các loại bánh đấy ạ. Và Nhung mua gạo ở tại cửa hàng này luôn. Đó, gạo của nhà cô Liên này cũng rất là ngon, ở chợ Kim Liên. Và gạo này cô cũng mới sáp đó. Sau đó thì nhờ cô ấy xay luôn, nhà cô có máy xay gạo mà, xay mịn luôn. Và mỗi một cân bột này là 40.000 mà Nhung này là Nhung làm 2 cân là 80.000. Và mình cũng có mua một cái bình thủy tinh có nắp để mình đựng cái bột này, để bảo quản cái bột này cho nó nó an toàn ấy. Đó. Cái phần gạo này thì chắc là Nhung sẽ để lên cái chỗ kia và lát nữa sẽ cho vào thùng nhá. Nhung thấy rất là ngon, nhìn cái hạt gạo nó giữ được nguyên cái vỏ cám ấy. Nó Nhung rất là thích. Và chắc chắn là cái gạo này thì ăn thì Nhung nghĩ là nó sẽ đậm đà hơn cái gạo gạo trắng. Và sáng nay thì trưa nay Nhung đi chợ, chứ không phải sáng nay, trưa nay đi chợ mua được cái túi hành đây, túm hành tía đây ạ, hành tía này. Và Nhung sẽ làm hành phi để ăn với một số những cái món mà ví dụ như là bánh trắng trộn hay là ăn cái loại hay là gì nhỉ, bún riêu cua đó, thì cũng rất chi là cần cái hành tía này để làm. Và rồi là Nhung sẽ làm một cái bình hành tía thái, trong đó là ngâm với cả giấm để mình ăn với các món bún hoặc là phở đó. Thì chị quay trở lại về cái việc mà nói về tác dụng của gạo đen, thì thực sự là trong thời gian vừa rồi, trong suốt 8 tháng vừa rồi là Nhung sử dụng gạo đen ấy, thì Nhung cảm nhận rất chi là rõ cái hiệu quả, cái tác dụng của nó. Tuy nhiên cũng phải nói thẳng thắn với anh chị và các bạn rằng là cái gạo lứt đen Phúc Thọ đó rất là tốt. Nhưng nó không phải là cái giải pháp để chữa bệnh đâu ạ. Nó không phải là thuốc để chữa bệnh. Như là một số anh chị chia sẻ, và nó cũng có thể có vẻ là hơi thổi phồng, là như là một số là bị ung thư là nấu gạo đen ninh 8 tiếng đồng hồ và ninh gọi là ninh giống như dạng như thành cao ấy ạ, và uống cả nước lẫn bã, thì để giải pháp cho những người mà bị bệnh ung thư ấy. Thì Nhung cũng nghĩ là thực ra là tất nhiên là nó gạo lứt đen nó cũng tốt, nhưng mà nó cũng không phải là phép thần ạ. Trong trường hợp mà các anh các chị
đối diện với cả những cái gọi là cái sự nguy kịch ấy, thì vẫn cần phải sự trợ giúp của Tây y mới có thể cải thiện được. Còn như trường hợp của Nhung thì tại sao lại Nhung có thể may mắn vượt qua được cái sự nguy kịch? Đó là đơn giản bởi vì là Nhung cũng không phải là bị ung thư, Nhung chỉ là bị u xơ thôi. Cái u xơ tử cung. Thì nếu mà nói về u xơ thì là mình hoàn toàn mình có thể cải thiện được ạ, có thể cải thiện được. Nhờ vào những cái việc ăn uống này hay là mình uống các loại đông tây y ạ. Thế và nó sẽ có cái sự cải thiện. Và lát nữa thì khi mà cái nồi cơm này nó chín thì Nhung sẽ quay lại cho anh chị và các bạn chiêm nghiệm và cùng cảm nhận về cái chất lượng của cái gạo mà loại gạo mà nguyên cám này Nhung vừa mới mua này. Và bây giờ thì xin phép được tạm dừng cái video ở đây ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.